Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì đầu xuân năm mới xin gửi đến này chúc sức khỏe tới bà con, cô bác và các anh các chị. Chúc các nhà vườn một năm mới an khang thịnh vượng và các mùa bội thu nhé. Đấy thì hôm nay mình quay cho mọi người xem cái vườn cây nho mẫu đơn của mình. Bắt đầu là nó bật chồi đây. Nó bật chồi, nó ra hoa, đang ra hoa đây. Tất cả những cái chồi đang bật ra hoa này. Và cái giai đoạn này ấy, cái giai đoạn chồi bật chồi đây là cái giai đoạn quan trọng nhất, chúng ta cần phải bảo vệ rất là nghiêm ngặt những cái chồi này. Đây, hoa đó này. Thế là thứ nhất là sâu bệnh, bọ trĩ, nhện đỏ nó đều tấn công những cái thời điểm này. Đây, các bác nhìn thấy hoa nó nổi lên đây. Đây là gần như là tất cả các chồi nó đều có hoa hết rồi, hoa hết rồi. Cái giai đoạn này ấy thì nếu chúng ta chỉ cần nơ nà đi một chút mà không phun phòng được bọ trĩ nhé, con bọ trĩ nó ăn nó xám hết những cái ngọn này đi ấy, là chúng ta đã bị hỏng nhé. Nên chúng ta ở đây chúng ta phải phun định kỳ cái bọ trĩ, nhện đỏ và đặc biệt là những con sâu. Cái thời điểm này ấy, nó ăn những con sâu ở dưới đất này, con sâu xám ở dưới đất này nó nên nó ăn nhất là khi nó ăn nó ví dụ như mỗi một cái cành của chúng ta đây để có một cái chồi này chẳng hạn, nó ăn con sâu ấy, nó ăn cụt vào trong đến cái tận trong cái óc này. Đó, nó ăn đến tận cái óc này luôn thì nó không mọc lại được cái khác luôn ấy. Không mọc lại được chồi khác nên chúng ta bị hỏng. Cái này là cái phòng trị con sâu xám đấy thì một là chúng ta dùng thuốc để chúng ta giải dưới gốc này. Hai là chúng ta phải phun ban đêm. Con cô bác nhìn thấy hoa này, hoa thì nó đều, nếu chúng ta nhìn thấy là hoa nó cái chồi nó lên mà nó xòe cái đầu ra, nó tù cái đầu là cái hoa nó xuất hiện lên luôn, chúng ta nhìn thấy luôn hoa. Thì cái giai đoạn này nữa là chúng ta sẽ phun, vừa thì quan trọng nhất là phun phòng nấm bệnh, thứ hai là chúng ta sẽ phải tưới để cho nó cái phân ấy. Mình hay dùng cái loại phân giai đoạn này thì mình dùng cái loại phân mà hòa tan luôn hoàn toàn, dùng cho hệ thống tưới, dùng một hệ thống tưới để chúng ta tưới để kích để cho cái chồi này nó vươn mạnh hơn, nó đẩy mạnh lên, dài hơn lên, cho nó khỏe. Cái bông hoa lúc đấy nó sẽ rất là dài. Nó dài thì sau này chúng ta xử lý hoa các thứ này nó cũng dễ dàng hơn. Thì nụ nó đỏ chót hết lên, tất cả như này thì đều nó có hoa hết cả. Đây những cái chồi này nó cao hơn, chúng ta nhìn rõ hơn. Hoa rất là to, nó đội lên mà bông hoa nó ngồi ở đây. Thì cái vườn này của mình ấy là mình cắt cành hôm mình cắt cành hôm hôm mùng 5 tháng 2 và mình cũng chấm cái thuốc kích mầm, hôm nay là được khoảng tầm 15 ngày 17 ngày. Thì bắt đầu là chồi nó bật lên như này. Khi trồng cây nho thì bà con cô bác đừng có nóng vội. Những cái năm đầu tiên thì chỉ là mình cho ra quả chỉ là nháp thôi, một cái vụ đầu tiên. Nhưng đến lúc những cái cây như khi mình chăm cho nó đậy, nó đủ khỏe, thế bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi ấy, thì nó ra hoa ra quả rất là dễ dàng. Đây, bà con cô bác nhìn cứ chồi nào nó đâm lên ấy thì nó ra hoa chồi đó, chồi nó tỷ lệ những cái cành ấy nó đây sẽ đạt 100%, không có chồi nào nó không có hoa cả. Lúc cây nó đã khỏe như thế này thì mình có muốn nó không ra hoa cũng còn khó hơn nữa. Cứ cắt là nó ra hoa thôi, hoa nó rất là nhiều luôn nhé, những cái chùm hoa to là nhiều.
cứ ngọn nào nó bung lên thì nó ra hoa ngọn đấy. Đây nó, mình quay cho bà con cô bác lượt lại xem một lần nữa này. Đấy, cứ chồi nào nó đâm lên là có hoa, nó hàng loạt luôn ấy, những cái ngọn hoa đó này. Cái cây mà nó đã to như này rồi ấy, đấy, sức nó mạnh thì cái cây này ấy, nó cõng vài chục cân quả là chuyện bình thường thôi. Đấy, nó có một cái cây này của mình ấy, nó 40 cành, 40 cái cành này, khoảng cách mình trồng 4 mét đấy, thì nó có 40 cái cành này. Đấy, bà con nhìn cái bông hoa đó này. Đấy, 40 cái cành này thì mình cõng, bây giờ những cái cây này có thể mình cõng một cái cành này có thể cõng được 2 chùm luôn chứ không phải là 1 chùm nữa. Đó, thì nó đạt sẽ từ một cây này, bây giờ nó sẽ đạt từ 60 đến 80 chùm cho một cây. Thì cái chuyện nó khoảng 3-40 cân quả cho một cái cây này là chuyện bình thường, cũng được. Đó, hoa này. Còn khi mọi người trồng ấy, nó mới có cây nó noe ngoe, nó bé tí con ấy, thì cứ ép nó, cứ mong nó ra quả, ép nó bằng được, nó phải ra hoa ra quả, thì đến khi cây nó suy kiệt đi thì những cái năm sau ấy, nó còn nó ra hoa ra quả nó cực kỳ là khó. Đấy, mình ăn được một cái năm đầu cái cây nó nhỏ, bà con các bác nhìn hoa này. Đấy, nó mới tròn thì cái chùm nó đã rất là to, cái bông nó rất là to rồi. Khi bà con cô bác mà muốn nó ra hoa từ một cái năm đầu tiên, cây cành nó bé tí, nó cõng được, bà con cô bác chăm sóc được to thì cũng không nói làm gì. Nhưng khi nó noe ngoe, nó bé tí con ấy, thì đã bắt nó nuôi oặt vẹo, nó nuôi quả rồi, thì khi đấy bà con cô bác ăn được một chùm, một cân quả, khi lúc đó thì chúng ta đến những cái vụ sau chúng ta nên mất đi hàng 5-7 cân quả những cái vụ sau. Đây, hoa nó đẩy lên chúng ta nhìn luôn, thấy 2 chùm luôn, hai rất là to luôn. Đây, nên là mình cứ bình tĩnh mà chăm sóc nó mà làm thôi, không có gì phải nóng vội cả. Đây, hoa nó này. Đấy, thì mình cứ cây nó đã có sức, nó ra, nó có sức khỏe cái nó sẽ ra hoa thôi, chứ không phải là cái gì nó quá khó khăn trong cái cây nho này cả. Mình trồng đúng giống, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đây, bà con của bác nhìn này, hai chùm hoa nó, hai bên nó thò lên, chúng ta thấy năm lá nó bắt đầu, nó nhìn thấy 2 chùm hoa rồi. Đây, đó, chúng ta đã nhìn thấy rồi. Đây là phân mình hay dùng cho cái giai đoạn cây mới bắt chồi, 16 16 16. Cái loại này là tan hoàn toàn ở trong nước nhé, là mình dùng cho hệ thống tưới ấy. Nó bổ sung thêm những cái vi lượng nữa, nên là nó tương đối là đầy đủ để cho mình tưới cái giai đoạn này. Cứ khoảng 100 cây thì mình tưới cho là 5 kg, một lần tưới là tưới cho 5 kg một lần, và cứ khoảng 1 tuần là mình tưới cho 1 lần. Nên là có cái biểu tượng nhỏ giọt này. Đấy, thùng tưới cái này mình pha hoàn toàn, tan hết hoàn toàn, không có để lại một chút cặn nào, hòa chung được hệ thống tưới. Đây, cây giống năm nay nhà mình đây đang đóng hàng cho khách ngổn ngang ở đây. Đây, cây về, cây về này. Cây này gửi đi hôm nay nữa, gửi đi hết. Đây
là cái bà con cô bác có trong danh sách nhận cây đầu vụ này thì chuẩn bị nhé, chuẩn bị tinh thần giống nhé. Đây, cây giống để chạy điện thoại để nhận nhé. Mắt mũi nó chỉ sưng hết lên rồi, nó chỉ chờ gần mọi người cho nó xuống đất là nó mọc thôi. Đây. Cây giống danh sách các bác có trong cái danh sách gửi đầu này thì chú ý nhận hàng nhé, để điện thoại nhận hàng nhé.